Chí Minh, chiều ngày 26 tháng 6 năm 2024, tập đoàn Sao Mai, Sao Mai Group đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng tín dụng hợp vốn lên đến 80 triệu đô la với ngân hàng First Commercial Bank. Đến dự buổi lễ, có sự tham dự ông Malcolm Wang, Phó Chủ tịch ngân hàng First Commercial Bank, ông Lee Bao-thu Adil-an, Tổng Giám đốc First Commercial Bank, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, ông Madan Aaron Khan, Hiệp lý ngân hàng Sinopac, Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, cùng đại diện các ngân hàng tài trợ. Về phía tập đoàn Sao Mai có ông Lê Thanh Thuấn, Chủ tịch Hội đồng sáng lập và phát triển tập đoàn, ông Lê Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Sao Mai Group cùng 100 đại biểu là các đối tác, khách hàng cán bộ nhân viên tập đoàn Sao Mai và ngân hàng First Commercial Bank. Theo thỏa thuận hợp tác, First Commercial Bank sẽ là đối tác quan trọng, cung cấp khoản tín dụng hợp vốn được ưu tiên thanh toán lên đến 80 triệu đô la đảm bảo nguồn tài chính vững chắc cho các hoạt động kinh doanh của Sao Mai Group ở các lĩnh vực như xây dựng, nuôi trồng, chế biến thủy sản, xuất khẩu lao động, du lịch, đặc biệt là phát triển năng lượng tái tạo, trong đó ưu tiên phát triển mảng điện mặt trời và điện gió. Ông Malcolm Wang, Phó Chủ tịch Ngân hàng First Commercial Bank, hội sở chia sẻ, First Commercial Bank gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập đoàn Sao Mai đã tín nhiệm và ủy thác cho ngân hàng chúng tôi tài trợ vốn cho các dự án của tập đoàn với tổng giá trị huy động lên đến 80 triệu đô la, gấp 1,56 lần so với kế hoạch ban đầu là 50 triệu đô la. Điều này chứng tỏ rằng đội ngũ ngân hàng cấp tín dụng của First Commercial Bank đã hoàn toàn khẳng định và đặt niềm tin sâu sắc vào bước phát triển của Sao Mai Group. Ngoài việc cung cấp các dịch vụ, sản phẩm tài chính cho tập đoàn thì First Commercial Bank còn hy vọng có thể hợp tác với Sao Mai tìm các gói tín dụng khác như dịch vụ cung cấp tài chính cá nhân cho cán bộ nhân viên, dịch vụ kết nối giao thương. Với sự hợp tác này, ông Malcolm Wang tin tưởng rằng sẽ mang lại những lợi ích tối ưu cho khách hàng và cán bộ nhân viên của cả hai bên. Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lê Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Sao Mai Group nhấn mạnh việc Sao Mai Group tiếp tục huy động thành công khoảng 80 triệu đô la từ các định chế tài chính hàng đầu như First Commercial Bank là một minh chứng khẳng định sự tin tưởng của các tổ chức tài chính lớn vào nền tảng kinh doanh vững chắc của Sao Mai, là động lực để tập đoàn tiếp tục khai thác sâu thị phần, tạo vị thế cạnh tranh và mở rộng thị trường quốc tế. Đây không chỉ là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong tiến trình hợp tác toàn diện, đưa mối quan hệ hai bên lên tầm chiến lược, mà còn hứa hẹn mở ra một tương lai tươi sáng với nhiều cơ hội phát triển cho Sao Mai Group.